Xin chào các thầy cô, tôi là Nguyễn Loan. Chúng ta đã gặp nhau ở tiết 1 của chủ đề sự phát triển của cơ thể. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tiết 2 của chủ đề thú vị này. Trước khi bắt đầu tiết thứ 2, tôi xin chia sẻ với các thầy cô một số câu chuyện thú vị mà tôi đã gặp trong quá trình tổ chức tiết học này. Ví dụ như sau khi học tiết học đầu tiên, học sinh của tôi đã chia sẻ với tôi rằng cô ơi, tuần vừa rồi thì em đã thấy mộng tinh rồi đấy. Đầu tiên là tôi cảm thấy rất là ngạc nhiên vì không nghĩ rằng là em ấy có thể chia sẻ với tôi một cái câu chuyện nó hơi tế nhị như thế này. Nhưng sau đó thì tôi cũng cảm thấy rất là vui vì cảm thấy là mối quan hệ giữa cô và trò đã trở nên rất là thân thiết. Em coi tôi như là một người thân và sẵn sàng chia sẻ với tôi một vấn đề mà em cảm thấy là thú vị và ứng dụng được bài học mà tôi đã dạy cho các em. Tất nhiên là sau đó thì tôi đã hướng dẫn em học sinh của mình cách vệ sinh cơ thể, phải xử lý như thế nào đối với trường hợp lần đầu tiên mộng tinh. Đồng thời tôi cũng nói với em rằng đây là điều hoàn toàn bình thường và nó là một dấu hiệu cho thấy em đã chính thức bước vào tuổi dậy thì. Câu chuyện thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là việc một học sinh nữ của tôi có hỏi tôi rằng là cô ơi cô, nếu mà em không muốn bị lép thì em có thể làm gì để cải thiện? Sau đấy thì tôi có chia sẻ với em rằng là vì là mô ở ngực của chúng ta là hoàn toàn là mô mỡ, cho nên là việc tập luyện để ngực của chúng ta phát triển sẽ khó khả thi hơn. Tuy nhiên là có một cách mà chúng ta có thể làm để các em có thể cải thiện kích thước một cách tự nhiên nhất, đó là tích cực uống sữa đậu nành. Tuy nhiên thì tôi cũng nói với em rằng là kích thước của vòng 1 thì không ảnh hưởng nhiều tới sự quyến rũ hay hấp dẫn của bạn gái, mà điều mà chúng ta cần đó là tự tin và yêu chính cơ thể của mình. Hy vọng rằng hai câu chuyện trên đây sẽ là một bài tham khảo khá hữu ích cho các thầy cô khi dạy về chủ đề này. Sau đây, để bắt đầu tiết học thứ hai, xin mời các thầy cô đến với hoạt động khởi động. Hoạt động này sẽ giúp các bạn học sinh thêm hào hứng với bài học, đồng thời ôn lại các kiến thức mà các em đã học. Sau đây, tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô tổ chức hoạt động 1, khởi động. Ở hoạt động 1, khởi động, học sinh cần nêu được những dấu hiệu của tuổi dậy thì. Để tổ chức hoạt động này, chúng ta cần chuẩn bị một quả bóng. Luật chơi như sau ạ. Bóng được truyền tới ai thì người đó phải nêu được một dấu hiệu của cơ thể của nam hoặc nữ khi bước vào tuổi dậy thì, không được nêu lặp lại với các bạn đã nêu trước đó. Khi tổ chức hoạt động này, các thầy cô lưu ý chỉnh lại nếu học sinh lắc lại kiến thức nhưng chưa chính xác. Sau khi tổ chức hoạt động 1 khởi động thì chúng ta sẽ cùng đến với hoạt động 2, thái độ. Hoạt động này sẽ được tổ chức trong khoảng 15 phút nhằm làm rõ sự thay đổi về mặt tâm lý, tình cảm của các em khi bước vào tuổi dậy thì, đồng thời đưa ra được cho các em những định hướng để học tập, phát triển theo. Ở phần này, các thầy cô có thể sử dụng sách Tâm lý học đường 6 như một tài liệu tham khảo chuẩn mực với hai bài tập trong sách. Đây là bài tập 1 và đây là bài tập 2. Sau khi học sinh làm bài tập cá nhân, tôi thường yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi để các em chia sẻ những mong muốn của bản thân với bạn cùng bàn của mình và mời các em chia sẻ lại với lớp nếu như các em cảm thấy thoải mái. Lưu ý về hoạt động của giáo viên ở phần này, đó là phần thảo luận nhóm đôi sẽ giúp học sinh nhận ra rằng những vấn đề mà mình gặp phải cũng có thể là những vấn đề mà bạn gặp phải. Từ đó các em sẽ có sự đồng cảm, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Sau khi tổ chức hoạt động 1 và 2 thì chúng ta sẽ cùng đến với hoạt động 3, hành vi ứng xử. Đây là hoạt động quan trọng nhất trong tiết học ngày hôm nay, vì các em cần nắm được những việc mình cần làm để giữ gìn vệ sinh, giúp cơ thể phát triển khỏe mạnh, đồng thời cần rèn luyện để tinh thần và thể chất phát triển tốt. Để nhấn vào phần này, tôi sẽ áp dụng phương pháp thảo luận nhóm. Cách tổ chức như sau. Tôi sẽ chia lớp thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm gồm từ 4 đến 6 học sinh. Thời gian thảo luận cho các nhóm là 5 phút, thời gian trình bày của các nhóm chỉ có 1 phút. Câu hỏi thảo luận đó là dựa vào đồ vật, địa điểm, người được gợi ý khi bốc thăm được, nhóm hãy đưa ra cách chăm sóc, giữ gìn vệ sinh cơ thể khi bước vào tuổi dậy thì có sử dụng các đồ vật đó. Để tổ chức hoạt động này tốt, chúng ta cần chuẩn bị phiếu có hình vẽ hoặc chữ có ghi tên đồ vật như quần áo, khăn mặt, sữa tắm, dầu gội, lăn khử mùi, băng vệ sinh, quần áo lót, thực phẩm, gương, bể bơi, phim ảnh, ba mẹ, sách báo. Lưu ý! Phương pháp này đòi hỏi giáo viên cần bao quát và quản lý tốt học sinh, đưa ra gợi ý cần thiết để các em tập trung vào các vấn đề cần làm rõ. Sau khi các nhóm trình bày, tôi có thể gọi thêm học sinh đưa ra quan điểm riêng của các em nếu các em có ý kiến thêm.
Sau khi tổ chức hoạt động 3, học sinh đã nắm được những kiến thức cần thiết về sự thay đổi của cơ thể và tâm sinh lý. Từ đó thì các em có thái độ và ứng xử phù hợp nhằm tăng thêm tính trải nghiệm và gắn với thực tế. Sách thực hành tâm lý học đường 6 có đưa ra phần thực hành. Đây là điểm mới và nổi bật của cuốn sách. Nó giúp học sinh áp dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống tốt hơn vì có những gợi ý tích cực. Vì thế, khi giảng dạy bài này, các thầy cô còn yêu cầu các em hoàn thành bài thực hành ở cuối bài. Nếu bạn nào đã làm được, các em có thể chia sẻ lại với các bạn nếu cảm thấy thoải mái, hoặc nếu chưa, em có thể suy nghĩ để về nhà hoàn thành sau. Đó là hai hoạt động sau. Hoạt động 1, các em trao đổi với bạn và liệt kê các nội dung về sự phát triển của bản thân mà em muốn thầy cô chia sẻ nhiều hơn ở lớp học. Hoạt động 2, hãy chia sẻ với cha mẹ về những băn khoăn, lo lắng của em đối với sự thay đổi tâm sinh lý của cơ thể. Đừng quên nhắc các em ghi lại những nội dung của cuộc trò chuyện thú vị này nhé. Các thầy cô thân mến, như vậy là tôi vừa chia sẻ với các thầy cô cách tổ chức tiết học thứ 2 của chủ đề sự phát triển của cơ thể. Hy vọng là nó sẽ là một gợi ý hay ho để các thầy cô bắt đầu khám phá cuốn sách thực hành tâm lý học đường 6 với những bài học bổ ích khác. Xin chào và hẹn gặp lại các thầy cô!